Rồi bây giờ mình muốn hướng dẫn các bạn cách kết nối cái chiếc Xiaomi Mi Band 3. Với cả điện thoại, đầu tiên là bạn vào setting của điện thoại của bạn và Bluetooth, bật Bluetooth lên nhé. Sau đấy bạn tải cái app Mi Fit về. Sau khi tải xong app Mi Fit thì bạn tạo tài khoản. Đây là mình đã tạo tài khoản rồi. Sau khi tạo tài khoản xong thì mình sẽ vào profile này, mình chỉnh các thông số như này, ví dụ xét bước chân một ngày này, tìm, đây là tính năng tìm bạn bè qua QR code. Thì mỗi một tài khoản của Mi Fit sẽ có một cái mã QR code. Behavior target thì ở đây có rất nhiều các cái môn thể thao như là jump rope, là môn nhảy dây, môn chạy, môn thuộc bộ, đi bộ, đứng, leo núi, leo cầu thang, đạp xe đạp, lái xe buýt, có khá nhiều môn thể thao. Mỗi môn thể thao nó có một cái cách đo riêng. Mình có thể thêm các cái tài khoản như là WeChat, heo. Rồi đây là các cái tính năng mà phân tích giấc ngủ, phân tích về cơ thể của bạn và setting này có nhiều cái setting, ví dụ setting hiện tại hệ quy chiếu này. Thì ở trong một cài đặt của chiếc profile này thì mình sẽ có những cái tính năng setting như là setting về hệ quy chiếu như mét, km này, metric này, thông thường mình để hệ mét. Đây là mặt phần mềm mới nhất này. Sau khi đây là một setting này. Đấy. Thế thì bây giờ cách kết nối của chiếc điện thoại này vào như này. Đầu tiên là mình vào Add Device này. Sau mình chọn Band này. Xong rồi camera sẽ, điện thoại nó sẽ hỏi bạn là có đồng ý với các cái tính năng cho phép này không, thì mình có ok, agree, đồng ý. Tìm như mình tìm Mi Band 4 này. Để tìm được Mi Band 4 thì mình phải bật 3G lên. Rồi khi điện đồng hồ của bên này rung, mình sẽ chạm vào đây. Đó, thế là xong, kết nối xong. Bắt đầu kết nối. Quá trình kết nối khá mất thời gian. Sau khi kết nối xong, bạn nhìn thấy ngôn ngữ nó sẽ tự động chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh nếu như là điện thoại của bạn là tiếng Anh. Còn nếu mà điện thoại của bạn là tiếng Việt thì nó sẽ là sang tiếng Trung, bởi vì là cái Mi Band 4 này mới ra thì một số ngôn ngữ họ chưa update. Thì ngôn ngữ tiếng Trung, theo như mình có hỏi bên hãng thì hãng thông báo là ngôn ngữ tiếng Việt sẽ update sớm. Thì khi mà có ngôn ngữ tiếng Việt thì bạn sẽ chỉ việc update firmware là sẽ được. Tí mình sẽ chỉ cái update firmware. Rồi đây là cái cảnh báo này. Rồi sau đấy thì đây là giao diện chính. Ví dụ như là giao diện chính bây giờ là, ví dụ như là dung lượng pin của chiếc đồng hồ bây giờ là 31% này. Đây là trong mục cài đặt của điện thoại. Đầu tiên là dung lượng pin này. Cái này là thêm các cái device mới. Ví dụ như là bạn 2 chiếc Mi Band hoặc là một Mi Band 3 hoặc Mi Band 4 thì bạn có thêm device vào đây. Mục tiếp theo là Band Display Setting, có nghĩa là cách cài đặt của đồng hồ. Rồi, đây là bật tính năng bật nhận thông báo khi có cuộc gọi đến này. Thông thường thì mình on lên. Mình sẽ zoom, show contact.
Event reminder có nghĩa là các cái thông báo về sự kiện, ví dụ như bạn cài đặt ở trong lịch trên đồng hồ của bạn là ngày này có việc gì, thì khi đến gần chuẩn bị đến thời điểm đấy thì chiếc Mi Band sẽ rung lên thông báo cho bạn. Alarm là cài đặt cái đồng hồ báo thức. Các cái app alarm có nghĩa là các cái ứng dụng mà khi mà có những tin nhắn hay là những cái thông báo ở các ứng dụng đó thì ở trên đồng hồ sẽ rung lên. Thì mình ví dụ như mình muốn bật là tính năng là Facebook alarm chẳng hạn, thì mình bật lên đây. Ví dụ như là Facebook message chẳng hạn, thì mình bật lên. Idle alarm có nghĩa là tính năng mà ví dụ như bạn ngồi quá lâu chẳng hạn, ví dụ quá 1 giờ chẳng hạn, mình bật lên và mình set up ví dụ như là từ ngày này, từ giờ này đến giờ này chẳng hạn, thì trong một tiếng đấy nếu mà mình không đứng lên ra khỏi vị trí ngồi thì nó sẽ rung. Có các cái tính năng khác ví dụ như là email alarm, incoming SMS alarm này, ví dụ như là đây khi có tin nhắn thì nó sẽ đẩy tin nhắn về đây, đồng hồ sẽ rung lên. Khi có mail thì mail sẽ đẩy về, đồng hồ sẽ rung lên. Goal notification có nghĩa là các cái ví dụ như bạn set là một ngày bạn phải đi được 800 bước chân chẳng hạn, thì sau khi mà đạt đến cái goal, đạt được cái bước target đấy thì cái đồng hồ sẽ rung chúc mừng bạn đã đạt được bước mục đích của bạn. File band có nghĩa là khi ví dụ như bạn để cái đồng hồ xa chỗ nào đấy mình không biết được thì mình ấn vào file band thì chiếc đồng hồ sẽ rung lên. Cái tính năng discoverable mode có nghĩa là khi bạn on cái này lên thì người khác có, ví dụ như là tính năng file bạn bè ấy, file friend ấy, thì khi mà on cái mode này lên thì người khác có thể tìm thấy chiếc đồng hồ của bạn và kết bạn. Band location ví dụ như là bạn đeo ở tay phải thì bạn để là right wrist, còn nếu bạn đeo tay trái thì để là left wrist. Cái tính năng nip with to view information có nghĩa là khi bạn on cái này lên, on tính năng này lên thì khi bạn đưa tay lên thì đồng hồ sẽ sáng để cho bạn xem giờ. Có khá nhiều setup ở đây, ví dụ như là turn on cái nip with này, response speed ví dụ như là mình có thể ví dụ mình on, ví dụ mình on em nhé, on đây này, speed có nghĩa là khi normal có nghĩa là bình thường thôi, còn nếu sensitive là chỉ hơi đưa tay lên nó đã sáng thôi. Cái tính năng này mình có thể set là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối chẳng hạn, trong khi đó ban đêm mình không muốn cái tính năng này on thì nằm mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn thì mình set cái này sau. Cái heat rate detection thì cái tính năng này là tính năng mà cài đặt cái việc đo nhịp tim. Ví dụ như là bạn sẽ phải set up thời gian đo nhịp tim này, rồi khi bạn vận động thì nó mới bắt đầu đo nhịp tim này, hay là có những cảnh báo ví dụ như là nhịp tim của bạn thấp hay nhịp tim của bạn cao sẽ có cái cảnh báo này. Và alarm value có nghĩa là cái âm lượng phát ra của cái điện thoại của bạn khi có cảnh báo này. Chế độ live mode là chế độ mà khi mà bạn để chế độ live mode chẳng hạn thì khi có tin nhắn nó sẽ không đẩy, hoặc là màn hình sẽ rất là tối không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn này. Về cái display setting thì có khá nhiều. Ví dụ như là cái display setting này chính là cái việc mà các cái app, các cái thứ tự của các cái app ở đây. Ví dụ đầu tiên là sau khi màn hình chính này là watch face này, sau đến là status này, sau đến hit rate này. Đó, ví dụ mình có thể đảo vị trí, ví dụ như mình muốn đẩy weather lên trên workout chẳng hạn, để đặt lên trên này chẳng hạn, tùy vào đây là cái tùy chỉnh của mình. Ví dụ nhé, đầu tiên là status này, weather này, hit rate này. Đấy, sau mình xếp vào thì nó sẽ đẩy cái vị trí sắp xếp này vào cái đồng hồ của mình. Weather setting thì ví dụ như là cài đặt cái vị trí hiển thị nhiệt độ này, cái hệ quy chiếu nhiệt độ là Celsius hay là Fahrenheit này. Rồi push weather alarm có nghĩa là khi mà mình muốn đẩy cái cảnh báo về thời tiết này. PA restriction này có nghĩa là
cái tính năng mà chỉ có điện thoại kết nối với đồng hồ không, ý bạn bật tính năng đấy lên thì chỉ có điện thoại và đồng hồ kết nối với nhau mà các cái thiết bị khác không thể tìm thấy đồng hồ của bạn. Có một cái tính năng mới đó là check update, thì ví dụ như là cái firmware mà khi các bạn chú ý cái điểm này nhé, là khi bạn nhận máy về thì có thể firmware nó cũ và thông thường là firmware cũ. Khi kết nối với điện thoại, kết nối xong thì bạn cần check update, thì khi đồng hồ sẽ update một thời gian nhất định, thì sau khi update xong thì nó sẽ thay đổi ngôn ngữ và thay đổi giờ cho bạn, cái firmware mới nhất cho bạn. Thì như mình đã nói đấy, là bây giờ hiện tại thì firmware mới chỉ có update tiếng Anh thôi, thì sau một thời gian tới, một vài tuần tới nữa thì phía Xiaomi họ sẽ update firmware tiếng Việt. Thì bạn vào chỗ check update này, thì khi đó thì bạn sẽ ngôn ngữ của bạn có thể sẽ thay đổi sang tiếng Việt nếu như điện thoại của bạn là tiếng Việt. Đây là những cái thông số về cái đồng hồ này. Rồi, đây là mình nói sơ qua về các tính năng chính của chiếc đồng hồ, cũng khá nhiều tính năng.